Hello, xin chào anh em. Lâu quá không gặp. Như anh em có thể thấy thì tóc mình hoàn toàn bung, chỉa, cứng và thậm chí là lúc mà không cuốn nó còn bổ luống vậy nữa. Đây, anh em thấy nó hoàn toàn không có nếp gì luôn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho anh em thấy được sự khác biệt giữa tóc sấy và không sấy nó sẽ như nào. Tiện đó, mình sẽ hướng dẫn anh em từ kiểu tóc side part. Vô, và trước khi tạo kiểu thì anh em nên dùng kèm restyling để có bảo vệ nhiệt và giúp cho anh em có một độ phồng tốt hơn. Mình sẽ dùng lược chia ngôi tạo kiểu sai phát. Sau khi tìm được ngôi cho đời mình thì anh em dùng máy sấy để sấy phần 3 trước. Và thường cái phần 3 bên này và cái phần tay mình sẽ dùng tay để nó dễ hơn cho anh em kiểm soát được cái phần size của mình. Tại thường phần size hai bên của châu Á mình nó rất là bung, rất là khó chịu, nên anh em nhớ siết kỹ nhé. Đến phần 7 bên này nó sẽ cần một bộ phòng hơi cao nên mình sẽ dùng được. Và đây là thành phẩm của mình sau khi sấy. Anh em thấy thực sự nó rất là khác biệt đúng không? Và chỉ cần xùn dùng một đốt sáp nữa là tóc anh em có thể đi chơi cả ngày và không sợ mất nét. Như anh em thấy đó, tóc mình sau khi sấy hoàn toàn khác biệt. Và để có một mái tóc như này thì anh em phải thực sự nghiêm túc trong việc sấy tóc và đừng lười. Anh em bắt buộc phải sấy tóc. Nhiều khi nó chỉ mất của anh em chỉ khoảng 5 đến 10 phút thôi nếu như anh em thấy quen. Còn những người mới tập sấy thì có thể sẽ hơi lâu nhưng không sao. Có câu mài sắc có ngày nên kim. Và để muốn có một mái tóc như mình, anh em chăm sấy và luôn nhớ làm đủ bước như mình. Ok, chúc anh em một ngày may mắn và nhiều thành công. Tóc luôn đẹp nha anh em. Peace.